Yên em, nay mình với Khanh lại đi săn nhưng mà trời bây giờ không ổn lắm anh em. Không biết sao nữa. Đây, đây là những cái đơn hàng mình đi cho anh em ngày hôm nay. Hai anh em mình tối thức tới 3 giờ đóng anh em. Hai mấy đơn anh em trong đi trong hôm qua. Thì cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ cho anh em bên mình nha. Anh em nào cần thun bi ná thì nhắn tin vào số Zalo bên mình nha anh em. Đây bi đây anh em nha, bi sáng bóng đẹp cực kỳ luôn anh em nha. Đấy, đây là những dòng ná tàu 250.000. Đây cho anh em mình còn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mẫu và còn đang về nữa. Đây là thun nha anh em nha. Đây là mình chỉ để ở đây một ít cho mình làm cho nó dễ thôi. Đó, linh kiện đầy đủ anh em nha. Đây, thì hôm nay anh em mình lại đi với dòng Quỷ Vương F2 đấy anh em nha. Rồi mình đợi Thanh thay đồ xong với anh em mình đi nha anh em. Cô anh em ơi, hy vọng có clip hay cho anh em xem. Có mồi rồi, có mồi rồi. Vô, mồi vô rồi. Khai trương rồi, khai trương lấy hơn nè. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Chết. Kiếm đường đi qua cái đường nè. Đi ra đây nè. Đâu? Kẹo mà. Tôi chạy cái lỗ nha. Gì? Tôi chạy cái lỗ trước à. Chạy anh đâu? Ừ, né đi. Vừa vừa không nổi rồi. Hả? Vừa vừa hai đâu bự đâu. Tôi thấy đứng vừa cái lưng bự lắm mà. Ủa. Bà cầm cò bà để với hắn mà. Tôi ấy rồi, tôi đi ra cái đụng. Không cần đi ra hả? Chung cái lỗ luôn, coi chừng dưới cái cam. Rồi. Ấy dạ. Mấy con rồi. Dạ mấy con, mấy con. Lọt người. Tôi thấy lưng đứng bự lắm mà ta. Bự đâu, mấy bé xinh xinh à. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Vô. Trời ơi là trời. Bái nồi chứ. Tính nào nó vô ngay từ tiêu hốt đó rồi. Có cái nào lá chuối tôi thấy đó. Chết. Núp hả mày?
kỹ khó anh em ơi. F2 chặt 7 nha. What the, sát bên luôn. Trời ơi, giật bóng hả? Ừ, nó treo bên hông xe, nó cọp cái gì mà rớt mất. Rớt lần đầu tiên người ta lụm, nó quay lại, nó xin lại được. Lần sau rớt mất luôn. Ô, thiệt chứ. Hơ, đấm hót rồi. Nè. Ê, đụng cái vỏ đi. Sao đi nó tiếp. Cắn cái vỏ nó rồi. Đi tiếp anh em ơi. Lên xỉnh luôn rồi nè. Ủa khu queo à? Tính đâu lúng mà khu queo à? Chắc có à. Chứ mới cu về chiên chiên nước mắm. Tôi mới ăn xào hồi tối giờ bắt đầu ăn chiên nước mắm nữa hả? Tối xào củ hành ăn vậy mà không bao gì chảnh liền trời. Ôi. Nó là phải gì cho nó là cung đất mà xào củ hành. Ôi. Mà tối tôi cũng ăn củ hành cha ơi cha. Ôi bự này em ơi. À, rồi rồi tôi kiếm chỗ tôi nhảy mà ba cứ kìa kìa hoài. Bự lắm nè. À, con bay lên nữa kìa. Hết hồn quá ba cầm ơi. Ừ con bự cái chân nó kìa. Đã tôi kiếm chỗ tôi nhảy mà ba cứ kìa kìa kìa. Sao mà không thấy? Thấy rồi. Ôi ô tức là Thanh ơi là Thanh. Nó bự mà. Trời mới dần mới mùa này mà. Nhìn, ủa, nó bự nè. Nhìn cái chân nó biết rồi. Nè đi. Thôi tiếp tục nhìn nè khác không biết. Tắt được rồi. Tắt được rồi. Chốt. Trời ơi là trời gớt. Con nó gớt chắc. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Rồi. Từ từ. Chết. Mà thấy quyết định của tôi đúng đắn không? Quá đúng đắn. Bự, bự bằng con ma vậy á. Bự bằng con lép vậy á. Nè, nó dụ quá bà ơi. Chết ngắt rồi, chết chưa? Chết rồi, xiên quá, cổ nè, cổ cúp nè. Con ma, con lép. Nặng rồi ta. Ừ. Giờ nó tròn không? Xé, 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 xé. Thôi, tiếp tục nha nè. Ôi, đi anh em nha. Hai anh em mình về rồi. Hôm nay khá là mớm anh em ạ. Đó, anh thấy cái gỗ xe của mình nó lưng còn nó lên có một miếng nè. Nó không có được đầy như bình thường. Mình đi hôm nay đi được cỡ 3 tiếng mấy á. Mà bắn hụt anh em, hôm nay bắn hụt quá. Chim thì cũng bình thường anh em, nhưng mà tại do bắn hụt. Để mình lấy ra cho anh em coi được mấy con nha. Một con nè. Hai con nè. Ôi sao con này
Kỳ vậy? Công vòng rồi. Ba con nè. Bốn con. Rồi rớt con cu rồi. Một con cu. Hai con. Ba con. Bốn con, năm con, sáu con, bảy con anh em. Bảy con. Ôi được con này to ghê luôn á. Anh em nhìn cái lưng cánh đó nè. Bảy con. Ghê vậy. To ghê không? Với mấy con cu vằn. Ờ con cò này rồi nó thành có nửa con rồi. Anh em con đọc cái đầu ở chui này nè. Đấy. Anh con cái này. Ơi ờ, nhìn cò nè anh. Nhìn hai con cò sự khác biệt. Nó dài hơn. Con này chân chưa dưới tôi mà muốn vàng rồi nè. Ừ. Nó bự á. Ờ. Ôi nó bự. Còn cò nó thấy đứng tới nó lạnh á, bắn cò. Bốn con anh em, bốn con à. Với 7 con cu là 11 con. Thôi mớm anh em nha, anh em coi đỡ ghiền nha. Rồi anh em nào mà cần về thun bi ná hay là linh kiện về ná cao su, hay là cần hỗ trợ tất cả những gì về ná, như mà sửa ná hoặc là gia công ná inox, titan, thép bít cái đê, thì nhã gia công theo yêu cầu cho anh em hết luôn nha. Ok anh em, hẹn anh em clip sau nha. Giờ mình với Khanh chạy đi rước con của Khanh cái kiếm cái gì ăn, cái đói quá. Đi nha anh em nha.